Sau khi đưa ra xét xử, ngày 16 tháng 11 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Diệu, 16 tuổi, ở Vạn Ninh, Khánh Hòa, 6 năm tù giam về tội giết người, buộc bị cáo và gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, số tiền là 145 triệu đồng. Theo cáo trạng, Trần Ngọc Hiệu là học sinh lớp 10A4 và Nguyễn Chí Trung, học sinh lớp 10A7. Cả hai học cùng trường Trung học phổ thông Tô Văn Ơn, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Trong thời gian học tại trường, giữa Trung và Hiệu có mâu thuẫn vì Hiệu ngăn cản Trung đánh bạn của Hiệu. Khoảng 8 giờ 35 phút ngày 17 tháng 5 năm 2018, Trung rủ thêm 5 bạn học khác của mình trong trường cùng nhau đến lớp 10A4 tìm Hiệu để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Hiệu cầm dao xếp đâm một nhát vào giữa ngực làm Trung gục ngã. Trung được bạn học đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.